gửi lời chúc tốt đẹp đến quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Cô xin được giới thiệu, cô tên Nguyễn Thị Thanh Thủy, giáo viên giảng dạy bộ môn giáo dục công dân của thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay cô rất vui được đồng hành cùng với các em tiết học trực tuyến. Tiết học chúng ta bắt đầu nhé. Nào, hãy khởi động với cô bằng trò chơi đuổi hình bắt chữ. Các em cùng quan sát hình ảnh sau đây, hãy đoán ra câu tục ngữ nào. Thời gian của các em 5 giây bắt đầu. Kết thúc 5 giây, câu trả lời của các em là gì? Câu tục ngữ: có công mài sắt, có ngày nên kim. Vậy câu tục ngữ này có ý nghĩa gì các em? À, mỗi ngày mài thỏi sắt nhỏ đi một tí sẽ có ngày thành công bằng cây kim, cũng như mỗi ngày chúng ta siêng năng học tập một ít sẽ thành tài trong mai sau. Chúng ta cùng bước qua hình ảnh số 2. 5 giây bắt đầu cho các em. Hết thời gian 5 giây, câu trả lời của các em là kiến tha lâu cũng đầy tổ. Em có suy nghĩ gì về câu tục ngữ này? Con kiến tuy nhỏ bé, mỗi lần chỉ tha được một ít mồi, nhưng kiên trì tha mãi cũng có ngày đầy tổ. Vậy từ hai câu tục ngữ trên, thể hiện đức tính gì? À, thể hiện đức tính siêng năng, kiên trì. Vậy ngày hôm nay, cô và các em sẽ tìm hiểu qua bài 3, siêng năng, kiên trì. Bài này chúng ta học 2 tiết. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiết thứ nhất về khái niệm biểu hiện của siêng năng kiên trì, ý nghĩa của siêng năng kiên trì. Cùng với cô qua phần khám phá, đọc và trả lời các câu hỏi dưới đây. Quan trọng nhất là hành trình. 5-6 tuổi, một tai nạn không may khiến Cừ bị mù mắt, thế là phải nghỉ học. Những ngày đầu tự đi đứng vệ sinh cá nhân với Cừ là một thách thức. Khi tiếp xúc với chữ nổi, Cừ muốn bỏ cuộc vì quá khó khăn. Rồi Cừ suy nghĩ, nếu mắt không thể sáng lại, mình phải quyết tâm, kiên trì, nỗ lực thường xuyên, tập luyện để thích ứng. Cừ bắt đầu quyết tâm học tự học chữ nổi và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của các anh chị đồng cảnh ngộ qua các clip. Nhờ vào sự siêng năng và kiên trì, Cừ biết đọc, biết viết, biết sử dụng máy tính và làm đồ dùng bằng tay. Không những vậy, Cừ còn học đàn và vừa chơi đàn vừa hát rất hay. Mỗi lúc gặp khó khăn, trở ngại, Cừ thường tự nhủ. Quan trọng nhất không phải là điểm xuất phát mà là hành trình, cố gắng thường xuyên, liên tục và không ngừng vượt khó. Hôm nay, được tuyên dương và trao tặng bằng khen dành cho gương mặt thiếu niên kiên trì vượt khó vươn lên, Cừ cảm thấy thật tự hào về những gì mình đã không ngừng cố gắng. Nước mắt rơi ngọt ngào trên má và nụ cười thật tươi của Cừ làm ai nghe đến câu chuyện của Cừ cũng đông đầy hạnh phúc. Sơn Quỳnh. Chúng ta vừa đọc xong câu chuyện trên và trả lời cho cô 2 câu hỏi sau đây. Câu hỏi thứ nhất, vì sao Cừ được trao bằng khen? À, Cừ được trao bằng khen vì Cừ có tinh thần vượt khó, siêng năng, kiên trì, nỗ lực vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. Dù bị mù do tai nạn, nhưng với nghị lực kiên cường, Cừ đã vượt qua những rào cản, quyết tâm, đánh bại số phận để có được những thành tích đáng tự hào và ngưỡng mộ, đúng không các em? Vậy thì từ câu chuyện của Cừ, em rút ra được bài học gì cho bản thân? Phải luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, cho dù trong hoàn cảnh khó khăn nào. Tất cả những khó khăn thử thách chỉ là những phép thử. Người có nỗ lực, kiên trì, vượt khó sẽ gặt hái được nhiều thành công. Và ngoài câu chuyện của Cừ ra, còn có rất nhiều hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống như Hoàng Việt Tuấn, tân cử nhân 4 năm đi học bằng xe lăn, đã tốt nghiệp loại giỏi trường đại học Hoa Sen. Bài viết này được đăng trên báo Giáo dục Việt Nam ngày 24 tháng Giêng năm 2021. Khi mới sinh ra, Tuấn đã mắc chứng bệnh teo cơ, khiến cho em gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt học tập hàng ngày.
Cho tới nay, dù đã ngoài 20 tuổi, nhưng em vẫn chưa thể tự đứng trước được mọi hoạt động sinh hoạt hàng ngày, phải có máy móc và người nhà hỗ trợ. Từ những câu chuyện trên, các em thấy, siêng năng, kiên trì, chịu khó vươn lên thì thành công sẽ mỉm cười với chúng ta. Vậy khái niệm siêng năng kiên trì là gì? Các em cùng cô qua phần 1 nhỏ, khái niệm siêng năng kiên trì. Phần này các em sẽ tự học sách giáo khoa trang 14 theo công văn 4040 giảm tải của Bộ Giáo dục Đào tạo. Cùng quan sát các hình ảnh dưới đây để xác định biểu hiện của siêng năng kiên trì và chưa siêng năng kiên trì. Ở hình ảnh thứ nhất, một bạn học sinh đang làm bài khó quá, bỏ qua thôi. Vậy hành động này siêng năng kiên trì hay là chưa siêng năng kiên trì các em? À, hành động này, biểu hiện của bạn học sinh này là chưa thể hiện siêng năng kiên trì trong học tập. Ở hình thứ hai, mình luyện tập được 3 tuần liên tiếp rồi. Biểu hiện này siêng năng kiên trì hay là chưa siêng năng kiên trì? À, hành động này đó chính là biểu hiện của siêng năng kiên trì trong sinh hoạt hàng ngày. Mình luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày sẽ cho chúng ta sức khỏe tốt, cơ thể cường tráng. Sang hình thứ ba, khi người mẹ hỏi người con có cần mẹ giúp không nào? Người con trả lời, dạ không, con làm quen rồi ạ. Vậy thì biểu hiện này là siêng năng kiên trì hay là chưa? Biểu hiện này chính là siêng năng kiên trì vì người con đã làm việc miệt mài thường xuyên mỗi ngày, quen rồi. Ở hình thứ tư, khi đang làm bài tập chưa xong, bạn bè rủ đi chơi, bạn nữ đã ra ngay. Biểu hiện này là chưa siêng năng kiên trì trong học tập. Thay vì phải kiên trì làm bài tiếp thì bạn lại nghe theo bạn bè đi ra ngoài chơi cùng. Chúng ta qua hình thứ năm. Hình thứ năm, mình sẽ cố gắng đến cùng dù trời đã khuya mà vẫn kiên trì làm bài. À, hành vi này biểu hiện siêng năng kiên trì trong học tập. Đến với hình số 6. Chăm chỉ trồng rau mỗi ngày, mình sắp có rau thủy canh ăn rồi. Hành động thể hiện chăm chỉ siêng năng trồng rau và kết quả có rau ăn, đó chính là biểu hiện của siêng năng kiên trì trong lao động. Vậy thì ngoài những biểu hiện trên, các em hãy kể cho cô những biểu hiện khác của siêng năng kiên trì trong học tập, lao động và sinh hoạt hàng ngày mà các em biết. Ở biểu hiện của siêng năng kiên trì học tập, tự giác thực hiện bài vở đầy đủ sau khi đi học về. Mình chủ động, mình hiện bài học các em ha, không cần bố mẹ nhắc nhở. Thứ hai là khi mình giao nhiệm vụ làm bài thì mình không chờ ý lại vào người khác. Vậy còn trong lao động? Ở lao động chúng ta chăm chỉ phụ giúp công việc gia đình, chia sẻ với bố mẹ công việc nhà như rửa chén, rửa bát, tưới rau, quét nhà, v.v. Và nhớ khi giao nhiệm vụ chúng ta không bỏ dở công việc nửa chừng. Còn biểu hiện siêng năng kiên trì ở sinh hoạt hàng ngày, chăm chỉ kiên trì luyện tập thể dục thể thao đều đặn mỗi ngày và tích cực tham gia các hoạt động tập thể ở trường, lớp. Cô và các em vừa tìm hiểu xong biểu hiện siêng năng kiên trì, thế nhưng trong cuộc sống còn những biểu hiện chưa siêng năng kiên trì. Như mình gặp bài học nhiều quá, buồn ngủ. Thay vì mình nghiên cứu, mình ngồi vào bài học, mình học tập chăm chỉ hơn, thì chúng ta lại siêng năng cái việc lên mạng chơi game, chat chít Facebook cùng bạn bè. Và có khi là mình ngủ li bì mệt mỏi, mọi hoạt động của mình toàn diễn ra trên giường. Vậy những hoạt động chúng ta diễn ra trên giường, không bước xuống giường, mọi thứ, các hoạt động đó các em thấy rằng mình sẽ cảm thấy ù lì hơn, lười biếng hơn. Và kết quả như thế nào thì chúng ta sẽ qua tiếp theo. Cô cho các em lựa chọn. Nếu như mình lười biếng, mình làm việc ít thì mình sẽ gặp thất bại. Còn mình siêng năng kiên trì, mình nỗ lực vượt khó vươn lên thì mình thành công. Riêng cô sẽ chọn cái thứ hai, đó là siêng năng kiên trì, nỗ lực vượt khó vươn lên thành công.
Vì sao? Vì Lỗ Tấn đã từng nói, trên bước đường thành công, không có dấu chân của kẻ lười biếng. Và câu này cũng chính là slogan của cô, khẩu hiệu mà cô dán ở cái góc làm việc của mình. Mỗi khi mình chùn bước thì đó chính là động lực để mình vươn lên vượt khó. Cô sẽ kể cho các em nghe những tấm gương siêng năng kiên trì. Đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh, một tấm gương về tinh thần tự phấn đấu, ý chí tự học, vươn lên không ngừng nghỉ, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào. Thầy Nguyễn Ngọc Ký, người thầy đầu tiên của Việt Nam dùng chân để viết, tấm gương sáng về nghị lực vượt khó vươn lên số phận. Thầy đã chứng minh cho mọi người thấy, một người tật huyền vẫn có thể trở thành một người có ích trong xã hội. Ở tấm gương của bạn Nguyễn Minh Phú, khoa quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, không có hai cánh tay do di chứng chất độc màu da cam, thế nhưng 12 năm học, Phú đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, đạt giải ở các kỳ thi học sinh giỏi môn toán Anh và đậu cả hai trường đại học. Ở bạn Nguyễn Thị Lệ Nghi, sinh viên năm 3, Đại học Kinh tế Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tấm gương tiêu biểu vượt khó trong học tập tốt. Gia đình Nghi thuộc hộ cận nghèo khó khăn chật vật, nhưng Nghi luôn đạt thành tích tại trường đại học. Nghĩ về hoàn cảnh gia đình, sự động viên của cha mẹ, đó là động lực giúp cho em cố gắng, phấn đấu đạt kết quả tốt. Vậy thì những tấm gương đó để chúng ta thấy rằng siêng năng kiên trì có ý nghĩa như thế nào? Theo em, siêng năng kiên trì sẽ mang lại ý nghĩa gì? Siêng năng kiên trì sẽ mang lại ý nghĩa giúp con người vượt qua khó khăn, thử thách, hướng đến thành công. Và đây cũng chính là nội dung ghi bài của các em. Phần 2 nhỏ, ý nghĩa. Nếu hôm nay chúng ta gieo lười biếng, thì kết quả mình sẽ nhận lại gì các em? Nếu hôm nay chúng ta gieo lười biếng, kết quả nhận lại tương lai là thất nghiệp. Vì không ai nhận một người lười biếng không có tinh thần trách nhiệm vào làm cả. Nếu chúng ta lười vận động, kết quả là chúng ta sẽ béo phì. Nếu chúng ta siêng năng chăm chỉ làm việc, mai sau dễ tìm công việc cho mình. Hôm nay siêng năng trồng cây, mai sau sẽ sống ở nơi bóng mát, hít thở không khí trong lành, khỏe mạnh. Nếu chúng ta luôn chịu khó siêng năng kiên trì trong học tập, kết quả nhận được là đạt điểm cao như mong muốn và là niềm tự hào của gia đình. Vậy chúng ta không còn chần chờ gì nữa mà không siêng năng kiên trì, khắc phục tính lười biếng phải không nào? Thành công đôi khi không phải là điều mà bạn có thể thấy ngay được. Vậy nên đừng bao giờ từ bỏ, hãy kiên trì rồi bạn sẽ gặt hái to. Từ những kiến thức các em đã tìm hiểu, chúng ta sẽ cùng cô trả lời các câu hỏi sau đây. Nào các em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ở câu số 1, biểu hiện của siêng năng kiên trì là gì? 10 giây cho các em. A. Bỏ học chơi game. B. Không xem lại bài đã học. C. Học thuộc bài và soạn bài trước khi đến lớp. D. Nghiện chat Facebook cùng bạn thâu đêm. Đáp án của mình là C. Học thuộc bài và soạn bài trước khi đến lớp. Chúng ta cùng qua câu thứ 2. Ở nội dung câu hỏi số 2, để đạt kết quả cao trong học tập, em cần phải làm gì? A. Chép bài của bạn để được điểm cao. B. Chăm chỉ học tập và không chơi la cà. C. Học thuộc lòng trong quyển sách học tốt. D. Chỉ làm những bài tập cô cho về nhà, không chuẩn bị bài mới. 10 giây bắt đầu. Thời gian đã hết rồi. Đáp án của chúng ta đó là B. Chăm chỉ học tập và không la cà. Các em nhớ nhé, để học tốt là mình không thể nào mà la cà, chơi game, nghiện game mà chat chít Facebook nhiều được. Chúng ta sẽ qua câu thứ 3. Câu thứ 3 với nội dung như sau. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về siêng năng kiên trì? A. Cần cù bù thông minh. B.
đối cho sạch, rách cho thơm. C. Thắt lưng buộc bụng. D. Liệu cơm gắp mắm. 10 giây bắt đầu. Thời gian đã hết. Đáp án của các em là A. Cần cù bù thông minh. Nếu vốn dĩ chúng ta không được thông minh như bạn bè thì phải siêng năng, kiên trì, vượt khó hơn bạn mình nữa để bù đắp lại cho cái sự kém thông minh của mình. Không có con đường tắt nào cả các em. Đường tắt chính là đường vòng. Chúng ta cùng bước qua câu thứ tư. Câu thứ tư có nội dung như sau. Câu ca dao sau đây nói về đức tính gì? Người đời ai khỏi gian nan có thở, thanh nhàn có khi. A. Đức tính khiêm nhường. B. Đức tính tiết kiệm. C. Đức tính siêng năng. D. Cả ba đáp án trên. 10 giây cho các em. Mười giây hết rồi. Đáp án của mình là D. Cả ba đáp án trên, điều đó là đức tính khiêm nhượng, tiết kiệm và siêng năng. Chúng ta đến với câu thứ năm. Câu thứ năm, em tán thành hay không tán thành với ý kiến nào dưới đây? A. Chỉ làm việc nhà khi bố mẹ nhắc nhở. Chúng ta chọn đáp án là không tán thành. Vì khi nãy mình đã nói rồi, siêng năng kiên trì mà đợi bố mẹ nhắc nhở là mình không tự giác rồi. Chúng ta qua câu B. Nếu gặp bài tập khó thì nên bỏ qua để có thời gian làm việc khác. Ở câu B chúng ta sẽ chọn đáp án không tán thành. Vì nếu gặp bài tập khó mà chúng ta không kiên trì nhẫn nại, tìm hiểu suy nghĩ thì làm sao có được kết quả ngọt ngào phải không các em? Tiếp đến câu C. Siêng năng kiên trì sẽ giúp con người thành công trong cuộc sống. Đáp án của mình là tán thành. Đến câu D. Sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục. Việc tập thể dục thường xuyên sẽ rèn luyện cho chúng ta có một sức khỏe tốt, cơ thể cường tráng khỏe mạnh. Vậy mình chọn đáp án nào? Đáp án tán thành. Các em vừa củng cố xong phần kiến thức mình đã học. Phần nhiệm vụ về nhà cô giao cho các em. Thứ nhất, trong cuộc sống em đã gặp những khó khăn gì? Câu thứ hai, em đã tìm cách vượt qua khó khăn đó như thế nào? Câu thứ ba, em rút ra được bài học gì cho bản thân? Các em hãy nhớ, gieo suy nghĩ, gặt hành động, gieo hành động, gặt thói quen, gieo thói quen, gặt tính cách, gieo tính cách, gặt số phận. Hãy nhớ tập cho mình có những thói quen tốt và lành mạnh để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn mỗi ngày các em nhé. Tiết 1 của cô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em ở tiết học sau. Xin chân thành cảm ơn các tác giả của những hình ảnh, dữ liệu, tư liệu vô cùng quý giá mà tôi đã sử dụng trong phần minh họa tiết dạy vừa rồi. Mục đích phục vụ cho việc học trực tuyến của các em thêm sinh động. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn.